Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp, hàng năm có nhu cầu rất lớn về giống cây trồng. Song theo đánh giá, hiện nay cơ cấu giống cây trồng nước ta đang mất cân đối và không theo nhu cầu của thị trường. Nhiều ngành hàng vẫn phải phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu. Nội dung đáng chú ý này cùng những câu chuyện nông nghiệp khác sẽ được chúng tôi chia sẻ đến quý bà con trong 15 phút tới đây của chương trình. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Gắn quản lý bảo vệ rừng với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa bàn có rừng. Nông dân Lâm Đồng đưa vào sản xuất nhiều giống dâu mới cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều bất cập trong phát triển giống nông nghiệp tại Việt Nam. Chuyên mục con số hôm nay, sản phẩm cá ngừ Việt Nam có mặt tại hơn 200 thị trường trên thế giới. Thưa bà con, bình quân mỗi năm, nông dân Lâm Đồng sử dụng từ 4.200 đến 4.600 tấn thuốc bảo vệ thực vật các loại. Bên cạnh ưu điểm là giúp nhà nông bảo vệ mùa màng, ổn định năng suất và nâng cao chất lượng nông sản, thì mặt trái của sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật là gây ô nhiễm môi trường canh tác. Ước tính của ngành chức năng, hàng năm các loại chai, bao, bịch thuốc bảo vệ thực vật thải ra môi trường dao động từ 357 đến 391 tấn. Với một lượng rác thải khó phân hủy lớn như thế, việc thu gom rác thải nông nghiệp, nhất là đối với những loại rác thải khó phân hủy, đã được ngành chức năng triển khai. Theo đó, ngành bảo vệ thực vật đã phối hợp với một số dự án doanh nghiệp lắp đặt gần 700 bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật với diện tích 15.800 ha tại các địa phương trong tỉnh như thành phố Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Tẻ, v.v. Hàng năm thu gom được gần 20 tấn chai bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Thưa bà con, hiện rất nhiều xã đang triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều có rừng. Bởi vậy mà bên cạnh những mục tiêu như phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường nông thôn, ngành nông nghiệp còn gắn công tác quản lý bảo vệ rừng với việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, diện tích rừng đã thực hiện giao khoán, quản lý, bảo vệ trong toàn tỉnh là gần 440.000 ha. Bằng nhiều hình thức như thành lập các tổ, nhóm bảo vệ rừng, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường giao khoán rừng cộng đồng. Nhiều địa phương trong tỉnh đã gắn quản lý bảo vệ rừng với chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng cường trách nhiệm của cộng đồng dân cư địa phương và giúp người dân có thêm nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi hộ một năm. Từ năm 2010 đến nay, thực hiện lồng ghép các chương trình và đề án, nhiều giống dâu lai tạo mới có năng suất, chất lượng cao được bà con nông dân Lâm Đồng đưa vào thay thế ở các vùng đất có điều kiện thích hợp thay cho các giống cũ. Phổ biến hiện nay là các giống dâu S7CB, VA201, TBL03, TBL05. Các giống dâu mới này được đưa vào sản xuất đã thể hiện ưu điểm vượt trội, đóng góp đáng kể cho sự phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm. Những giống dâu trên chiếm trên 80% tổng diện tích dâu toàn tỉnh. Các giống mới được chọn có nhiều ưu điểm như trọng lượng lá lớn, khả năng kháng bệnh tốt, cho thu hoạch lá quanh năm, khả năng phân cành tốt nên phù hợp với thu hoạch cắt cành. Đặc biệt có tính thích ứng tốt với điều kiện sinh thái và điều kiện sản xuất tại Lâm Đồng, điều mà các giống dâu nhập nội không có được. Hiện diện tích trồng dâu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là trên 8.300 ha, tăng 22,5% so với cùng kỳ, năng suất bình quân đạt trên 20 tấn một hecta, sản lượng lá dâu đạt gần 78.900 tấn, chủ yếu là các giống dâu lai. Liên tục chương trình, nhiều bất cập trong phát triển giống nông nghiệp tại Việt Nam. Chuyên mục con số hôm nay, sản phẩm cá ngừ Việt Nam có mặt tại hơn 200 thị trường trên thế giới. Chuyện nhà nông đổi thay từ trồng dâu nuôi tầm. Xin được tiếp tục đề cập đến những câu chuyện và vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận tại nhiều địa phương trên cả nước. Tại tỉnh Gia Lai, qua báo cáo nhanh và nắm thông tin ở các địa phương, hiện nay sâu keo mùa thu gây hại trên cây bắp đã lan ra diện rộng ở các huyện phía đông của tỉnh. Trong đó, nhiều nhất là huyện Công Chờ Ro với diện tích bắp bị sâu keo gây hại là trên 500 ha. Tiếp đó là huyện Cờ Bang hơn 100 ha và huyện Đắc Bơ cũng đã có hàng chục hecta bắp bị loại sâu này gây hại. Chúng lây lan rất nhanh và khó tiêu diệt với nhiều độ tuổi sâu trên cùng một thân cây bắp và cánh đồng. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp các huyện cũng đã có thông báo đến tất cả các địa phương để hướng dẫn và khuyến cáo bà con nông dân các biện pháp khống chế loại sâu này phát triển. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sâu keo mùa thu xuất hiện, gây hại trên cây bắp và chưa có thuốc đặc trị nên người nông dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc phòng trừ loại sâu này. Nếu không tìm ra được biện pháp để tiêu diệt sâu keo, thì ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ mất trắng vụ bắp này, sẽ còn ảnh hưởng đến sản xuất ở những vụ sau.
Cũng liên quan đến cây bắp, tính đến tháng 6 năm 2019, diện tích đang canh tác bắp của tỉnh An Giang là 2.468,6 ha. Trong đó, diện tích nhiễm sâu keo mùa thu là 14,6 ha. Ghi nhận các giống nhiễm sâu keo gồm có bắp lai 247, ADI688, BAC339, ADI603, bắp non 271, bắp nếp 461. Để chủ động phát hiện, phòng ngừa xâm nhiễm và gây hại của loài sâu này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang đã yêu cầu ngành nông nghiệp các địa phương kiểm soát chặt chẽ sự gây hại của sâu keo mùa thu đối với cây trồng, không để dịch bệnh bùng phát gây hại nặng, làm thất thu năng suất, hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ và có hướng khắc phục kịp thời diện tích bị thiệt hại để ổn định sản xuất. Xin được chuyển sang những thông tin nông nghiệp rất đáng chú ý khác. Thưa bà con, hiện nay cả nước ta có rất nhiều trường, viện tham gia nghiên cứu phát triển giống cây trồng vật nuôi. Song cơ cấu giống mất cân đối và không theo nhu cầu của thị trường, nhiều ngành hàng vẫn phải phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu. Đây là thông tin rất đáng lưu tâm được đưa ra tại hội nghị đánh giá 10 năm thực hiện đề án giống nông, lâm nghiệp và thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa diễn ra tại Hà Nội. Trong giai đoạn năm 2010-2018, gần 1.000 giống cây trồng, vật nuôi mới được đưa vào sản xuất, đưa năng suất tăng vượt mục tiêu đề án. Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thẳng thắn nhận định, trong 10 năm qua còn rất nhiều điểm hạn chế tồn tại, đó là công tác giống chưa thích ứng với nhu cầu thị trường. 80% là giống lúa, ngô của nội địa, còn lại rau, hoa, quả chủ yếu phải đi nhập khẩu giống. Một cái đất nước Việt Nam mà từ chỗ xuất khẩu khoai tây đi mấy cái nước châu Âu, khối xã hội chủ nghĩa, bây giờ lại phải đi nhập khoai tây về để chế biến, nhập hạt rau dền về để gieo, nhập hạt rau muống về, nhập hạt hoa về. Đây là cái nhạy bén chưa đến nơi. Đại diện các viện, trường thì cho rằng sản lượng và chủng loại giống không thiếu mà thiếu giống đảm bảo chất lượng. Có nhiều cái cơ sở sản xuất cây giống nhưng mà không có cây đầu dòng hoặc không cây giống gốc. Chính điều này làm cho cái sản lượng có, diện tích có nhưng mà vấn đề chất lượng nó không ổn định. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, trong 10 năm tới, sản xuất nông nghiệp phải theo mệnh lệnh của thị trường. Muốn như thế, công tác giống phải đi trước một bước. Thị trường thay đổi thì cơ cấu giống phải thích ứng kịp thời. Thưa quý bà con, mặc dù còn nhiều bất cập trong phát triển giống cây trồng, đặc biệt là giống chất lượng cao, tuy nhiên thực tế không thể phủ nhận những thành quả của nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh giống cây trồng trong những năm vừa qua đã nỗ lực bám trụ với nghề theo sát thị trường. Câu chuyện về xã Phú Sơn, một trong những xã sản xuất cây giống nhiều nhất ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, là một ví dụ sinh động. Được biết, hàng năm, bà con nông dân nơi đây sản xuất từ 3 đến 4 triệu cây giống các loại, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Trong 2 năm qua, thì giá cây giống luôn ổn định ở mức cao, nhất là các loại mít, sầu riêng, xoài, nên sản lượng cây giống của xã tăng lên đáng kể. Người sản xuất cây giống ổn định cuộc sống, từ đó vươn lên trở thành làng nghề với nhiều tỷ phú miệt vườn tại miền Tây. Đến thăm các hộ sản xuất cây giống ở xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trong những ngày đầu mùa mưa, chúng tôi bắt gặp niềm vui của bà con được thể hiện rõ trên từng khuôn mặt. Nếu như trước đây, chuyện thu tiền tỷ đối với bà con rất xa vời, thì trong 2 năm qua, đây là chuyện bình thường. Tính riêng cây sầu riêng, bà con nông dân chỉ trồng cây nguyên liệu và sau đó bán gốc ghép cho các hộ sản xuất. Mỗi công đất trồng bình quân từ 10.000 đến 15.000 cây. Sau 1 năm đến 1 năm rưỡi, giá mỗi gốc bình quân từ 40 đến 50.000 đồng, bà con thu được trên 500 triệu đồng mỗi công. Đối với cây giống, khoảng 2 tháng sau khi ghép, giá mỗi gốc sầu riêng dao động từ 100.000 đến 120.000 đồng mỗi cây. Không chỉ sầu riêng, các loại cây giống khác như mít, xoài đều có giá ổn định nên nông dân có thu nhập cao. Là tôi làm được là vài chục ngàn cây sầu riêng gốc. Thì hàng năm với giá cả bán vẫn ổn định, như năm rồi thì bán vẫn được 50 ngàn cây. Cây chưa thành phẩm, cây mới cắt đầu á. Và năm nay thì tôi cũng vừa qua rồi, tôi bán cũng được 40 ngàn một cây. Thế vậy nên đời sống của nhân dân là nói chung là của Lương Đông, nói riêng là tôi là thấy được ổn định hơn những năm vừa trước. Cây giống có những thị trường lớn là dự án của các tỉnh, còn hiện nay là hệ thống thương lái tiêu thụ lượng cây giống của huyện Chợ Lách. Do có đầu ra nên diện tích sản xuất cây giống của huyện tiếp tục tăng. Đối với xã Phú Sơn, một trong những địa phương sản xuất số lượng lớn cây giống, thời gian qua xã chủ trương khuyến cáo bà con chuyển đổi đất nông nghiệp, sản xuất các loại cây không hiệu quả, đất vườn tạp và đất bìa chéo để chuyển sang sản xuất cây giống phù hợp với kế hoạch của xã. Trong 2 năm vừa qua thì cái tình hình sản xuất cây giống của người dân Phú Sơn thì nó cơ bản là nó ổn định, và đặc biệt là một số cái mặt hàng cây giống thì giá nó khá là cao. Do đó thì
Hiện nay thì phải nói rằng người dân đang phát triển kinh tế đối với cái cây giống thì hình như khoảng 90%. Do thị trường tiêu thụ ổn định, giá bán ở mức khá cao, thời gian qua nghề sản xuất cây giống nói riêng và sản xuất cây giống hoa kiểng nói chung đã đem lại nguồn thu lớn cho bà con nông dân và địa phương xã Phú Sơn. Theo đánh giá của bà con, thị trường cây giống sẽ tiếp tục ổn định trong vài năm tới. Vì thế, việc sản xuất cây giống sẽ có nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, để ngày càng phát triển theo hướng ổn định, người sản xuất cây giống phải nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, các ngành chức năng phải tổ chức khảo sát, nắm bắt thị trường tiêu thụ, định hướng thông tin cho người dân, đồng thời quy hoạch vùng sản xuất tập trung, quản lý chất lượng giống tốt, nhất là tạo uy tín, xây dựng thương hiệu cho cây giống của tỉnh. Quý vị và quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, xin mời quý bà con cùng đến với chuyên mục con số hôm nay. 210, đây là số thị trường trên thế giới mà sản xuất cá ngừ của Việt Nam hiện đã xuất khẩu. Vâng, thưa bà con, cá ngừ đại dương được xác định là một trong những đối tượng khai thác chính của nghề khai thác hải sản xa bờ và cũng là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, sản lượng khai thác cá ngừ đại dương tăng trưởng bình quân 6% một năm và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này tăng trưởng 7% một năm. Sản phẩm cá ngừ của Việt Nam hiện đã được xuất khẩu sang 210 thị trường trên thế giới. Tuy nhiên thì vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là tăng cường chất lượng và gia tăng giá trị cá ngừ Việt Nam. Do đó, nhà nước cần hỗ trợ các địa phương trong việc xây dựng nhãn hiệu cá ngừ đại dương và cần thiết phải xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá ngừ đại dương. Khi cá có chất lượng được mua cao thì sẽ khuyến khích được ngư dân đầu tư công nghệ khai thác, bảo quản sau thu hoạch. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Trồng dâu nuôi tầm đang trở thành ngành nghề rất phát triển ở nhiều vùng quê Việt Nam, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân làm giàu. Thôn Đạ Nha, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng là một địa phương tiêu biểu như vậy. Ở vùng quê này, trồng dâu nuôi tầm đã trở thành ngành nghề chủ lực cho thu nhập ổn định cho người dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Về thôn Đạ Nha, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻ, những ngày này, tới đâu cũng thấy xanh mướt những vườn dâu, thấp thoáng bóng những người nông dân miệt mài hái lá dâu. Nghề tầm tang từ một nghề truyền thống đã trở thành nghề chủ lực, cho thu nhập ổn định hàng chục triệu đồng một tháng cho mỗi hộ dân nơi đây, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Nói chung trồng dâu nuôi tầm này cũng được hơn, đỡ hơn đi rừng. Hồi trước đi rừng thì vất vả nhiều. Nhà nước đầu tư ủng hộ thế này thì cũng tầm ổn tí. Từ khi bà con tham gia cái chương trình chuyển đổi sang trồng dâu thì thấy hiệu quả. Ban đầu là có 2 hộ, 3 hộ. Tới thời điểm này thì các diện tích cũng đang mở rộng. Hiện tại trên địa bàn thôn có khoảng 21 hộ đang trồng. Chị Ca Yêu trồng hơn 4 sào dâu và nuôi tầm được gần 2 năm nay. Là một trong số 17 hộ trên tổng 4,3 hectare được Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻ hỗ trợ cây giống, phân bón để phát triển trồng dâu lai tập trung từ chương trình khuyến nông năm 2019. Chị Ca Yêu đã phần nào vươn lên khó khăn để tạo thu nhập ổn định nhờ nghề trồng dâu nuôi tầm. Từ chỗ chỉ biết làm thuê, cuốc mướn, trồng cây gì cũng phó mặc cho trời đất. Giờ đây, chị Ca Yêu cùng nhiều hộ trong thôn đã am hiểu nhiều về kỹ thuật trồng dâu nuôi tầm, một tín hiệu đáng mừng nơi buôn làng còn nhiều khó khăn như Đạ Nha. Không có việc làm trong nhà thì kiếm đi rừng thì ngày có thì có, ngày không có thì năm 60 cũng có à. Nuôi tầm nếu mà có dâu nhiều thì nuôi cũng được. Tại vì dâu mùa nắng nó khô, tại vì khô quá nó không lên. Càng tới nước là có bó phân thì tuần là hai lần tới nước. Nguồn thu nhập ổn định từ nghề trồng dâu nuôi tầm sẽ là động lực cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây nỗ lực học tập để nâng cao chất lượng dâu, kén tầm để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Thưa bà con, câu chuyện đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglatva@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.